một kho báu thiên nhiên được kiến tạo giữa lòng thành phố. Nơi những đứa con của tôi và của bạn sẵn sàng trở thành một nhà khoa học theo cách của riêng mình. Một nơi mà những đứa trẻ sẵn sàng rời bỏ bốn bức tường để đến gần hơn với món quà của tạo hóa. Trải nghiệm đáng sống giữa không gian xanh, được thoải mái ngắm nhìn những đứa con của mình thỏa sức sáng tạo trong môi trường không khói bụi, ít ồn ào. Sống hòa mình vào thiên nhiên thực sự giúp ích cho não bộ, kích thích sự sáng tạo, cơ thể và cả tâm hồn. Và mỗi đứa trẻ ở đây, tại Eco Park, đang được hít thở bầu không khí trong lành, tận hưởng từng giây từng phút quý giá với thiên nhiên. Gửi trọn tình yêu trong từng sản phẩm và tiếp nối những thành công của những dự án trước đó, Eco Central Park đang được kiến tạo tại Vinh, hứa hẹn sẽ đem tới tuổi thơ nhiều màu sắc cho những đứa trẻ ở phố. Mỗi đứa trẻ ở Eco Park đang được sống cùng từ chiếc lá tới cành cây, cho tới những sinh vật nhỏ bé. Và sắp tới trong tương lai, những đứa trẻ ở miền Trung cũng sẽ được trải nghiệm môi trường đáng sống tương tự khi các bạn sở hữu những căn hộ tại Eco Central Park.